Kênh YouTube xin chào các bạn nhé. Mình vẫn đang bóc gốc đây. Bóc cày lâu lắm các bạn ạ. Túi mà nó cứ giòn giòn mãi. Đó, đó phải. Có thấy ra hai quả. Con làm được quả thôi. Nhiều lâu. Con đang cậy hạt à? Cậy hạt. Làm giàu cậy hạt.
nay anh tốt ở nhà nghỉ đi sao ấy, nghỉ ở nhà gọi ăn cơm trưa. À rất tiếc. Cái này dầu cái gấc này anh ấy phải phơi qua đi cho nó khô ạ. Xong rồi mới bóc. Má, mình quên mất. Anh nhét tay à? Video mình đến đây là kết thúc nhá. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhá.